mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Lực lượng Ukraine đã tràn vào khu vực Kursk ở phía tây nam của nước Nga vào tháng 8 năm 2024. Ở giai đoạn cao trào của chiến dịch xâm nhập, họ chiếm giữ khoảng 804 km2 lãnh thổ của Nga. Moscow đã giành lại một số khu vực nhưng chưa thể đẩy lùi hoàn toàn các lực lượng của đối phương. Quân đội Ukraine hiện đang có một lợi thế bất ngờ trong chiến đấu mà họ chưa từng có trước đây trong cuộc xung đột này. Trước khi thực hiện chiến dịch đột kích Kursk, các binh sĩ của Ukraine chủ yếu chiến đấu trên lãnh thổ của nước này. Ngoại trừ những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào các cơ sở quân sự và nhà máy lọc dầu ở Nga, cũng như những cuộc tập kích tại Biển Đen. Mặc dù binh sĩ Ukraine có một lợi thế nhất định khi chiến đấu ở lãnh thổ của họ, nhưng chiến lược tập trung phòng thủ trong thời gian quá dài đã cản trở khả năng tấn công mạnh mẽ, khiến họ khó đạt được bước đột phá lớn. Ông Michael Bonnet, một chuyên gia về chiến tranh tại tập đoàn RAND, cho rằng lợi thế của Ukraine ở Kursk là họ không phải bảo vệ bất kỳ thành phố hay thị trấn nào trong số đó vì chúng thuộc về Nga. Họ chỉ cần tiến lên khi có lợi thế và rút lui khi không có lợi thế. Đó là cách chiến đấu thực sự hiệu quả. Khi chiến đấu trong nước, quân đội Ukraine đã nỗ lực phòng thủ tại một số thành phố, kiên quyết bám trụ đến cùng và giao chiến với lực lượng của Nga cho đến khi họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui. Trận chiến giành Bakhmut là một thí dụ điển hình. Ngoài ra còn rất nhiều diễn biến tương tự khi Ukraine tập trung bảo vệ nhiều vùng lãnh thổ nhất trong khả năng của họ. Cuộc xung đột Nga-Ukraine chủ yếu diễn ra trên lãnh thổ của một quốc gia khiến Ukraine gặp bất lợi lớn và làm cho quân đội của nước này bị mắc kẹt. Nhưng hiện giờ, tình hình đã thay đổi. Theo chuyên gia Michael Bonnet, trong vùng Kursk, các binh sĩ của Ukraine chỉ cần tận dụng địa hình, tìm cách chiến đấu hiệu quả nhất và sau đó họ có thể rời đi. Ngược lại, họ có thể ở lại nếu cần bảo vệ lực lượng hay thiết bị của mình hoặc theo đuổi một số mục tiêu khác. Điều này không xảy ra khi họ chiến đấu bên trong lãnh thổ Ukraine. Nói về các khu định cư ở Kursk, ông Bonnet nói rằng chúng không phải là lãnh thổ của Ukraine, vì vậy mà họ có thể lựa chọn chiến đấu và phòng thủ ở những vị trí có lợi nhất để xây dựng các công sự. Trong trường hợp bị áp đảo về số lượng, họ chỉ cần rút lui về vị trí tiếp theo. Nga đang tiến công và từng bước giành lại lãnh thổ ở Kursk. Hiện vẫn chưa rõ Ukraine có ý định bám trụ lâu dài tại khu vực này hay không. Ông William Albuquerque, chuyên gia về chiến tranh tại trung tâm Stimson, cho rằng trong thời gian tới, Nga có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi muốn giành phần lãnh thổ còn lại mà Ukraine đang kiểm soát. Đối với Kiev, họ có thể dễ dàng thực hiện hoạt động rút lui trong chiến đấu và nhượng lại lãnh thổ mà họ không bao giờ có thể giữ một cách hợp pháp. Ông Bonnet lưu ý, Nga chắc chắn sẽ đối mặt với thách thức lớn vì giờ đây Ukraine có thể chọn thời điểm và địa điểm phòng thủ. Ukraine nhiều lần ám chỉ rằng cuộc tấn công tỉnh Kursk nhằm mục đích chiếm giữ lãnh thổ của Nga để họ có thể đưa ra trao đổi trong các cuộc đàm phán. Nhưng Kiev vẫn có những lợi thế khác khi giao tranh ở đây. Matthew Saville, một chuyên gia chiến lược quân sự tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Hoàng gia của Anh, cho rằng mục đích của Ukraine chiếm giữ lãnh thổ Kursk có thể xuất phát từ đánh giá cho rằng nếu họ thiết lập một thế phòng thủ vững chắc, họ có thể làm suy yếu người Nga một cách hiệu quả. Ông Albuquerque cho rằng tại Kursk, Ukraine có thể xác định địa điểm thuận lợi để chiến đấu với Nga, tạo ra vùng nguy hiểm và cài bẫy để làm chậm bước tiến của Nga. Họ không cần phải phòng thủ toàn bộ khu vực đã chiếm giữ. Thưa quý vị, Tổng thống Zelensky mới đây khẳng định Ukraine sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ, bất chấp kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ hay mức độ ủng hộ của Washington thay đổi ra sao. Theo tờ Pravda, trong ngày 31 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình KBS của Hàn Quốc. Tại đây, ông Zelensky khẳng định Kiev sẽ không chấp nhận thỏa hiệp về lãnh thổ, bất kể ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Ông nhấn mạnh, vị Tổng thống mới của Mỹ có thể tăng cường hoặc giảm bớt sự ủng hộ với Ukraine. Nếu Washington giảm bớt sự ủng hộ, Nga sẽ có nhiều cơ hội để đạt mục tiêu hơn. Đó là sự thật. Ông Zelensky cho biết, về ông Trump, ông ấy là con người của hành động và muốn kết thúc xung đột nhanh chóng. Nhưng nếu ông ấy thắng cử và đề nghị Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ để đạt được thỏa thuận với Nga, thì chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Kiev sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ mà Ukraine đang bị chiếm đóng là của Nga. Ông Zelensky nói, bất kể ai ngồi ở Nhà Trắng hay ông Putin làm Tổng thống Nga trong bao lâu, điều này đơn giản là không thể. Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cũng bình luận về chiến dịch quân sự của Ukraine ở vùng Kursk của Nga.
ông Zelensky chia sẻ. Chúng tôi không có ý định chiếm đóng hay sống ở đó. Chúng tôi chỉ muốn thiết lập một vùng đệm để giành lại lãnh thổ của mình. Nếu chiến dịch này có tác động tốt trong các cuộc đàm phán hay đem lại lợi ích trên tiền tuyến, thì chúng tôi sẽ tiếp tục. Theo truyền thông Ukraine, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào thời điểm khó khăn với Kiev khi Nga đang có nhiều bước tiến ở mặt trận phía đông. Trước đó, tại Hội nghị quốc tế về an ninh Á-Âu khai mạc ở Minsk hôm 31 tháng 10, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể kết thúc với kết quả hòa. Ông Lukashenko tiết lộ, nhận định này dựa trên những liên hệ gần đây với các đại diện khôn ngoan của phương Tây. Theo đài RT, khi các phóng viên yêu cầu bình luận về phát biểu trên của nhà lãnh đạo Belarus, Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh, việc phỏng đoán không có ích gì. Hòa là thuật ngữ có thể được áp dụng cho các tình huống rất khác, bao gồm cả thỏa thuận Istanbul. Từ hòa không phản ánh đầy đủ nhu cầu đảm bảo lợi ích của tất cả các bên, kể cả ở quy mô châu lục. Các cuộc thương lượng ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3 năm 2022 từng dẫn đến một thỏa thuận được các nhà đàm phán của cả Moscow và Kiev tán thành. Theo thỏa thuận đề xuất này, Ukraine sẽ từ bỏ mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và chấp nhận giới hạn lực lượng vũ trang của mình để đổi lấy sự đảm bảo an ninh quốc tế, kể cả từ Nga. Nghị sĩ David Arakhamia, trưởng phái đoàn Ukraine tại Istanbul thừa nhận nước này đã rút khỏi thỏa thuận sau khi Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson đến thăm Kiev và thúc giục họ chiến đấu với Nga. Ngoại trưởng Nga nhắc lại sự bất bình của đất nước ông đối với Ukraine, trích dẫn tham vọng vào NATO và các chính sách đối nội của Kiev bị Moscow cáo buộc là nhằm hủy diệt văn hóa Nga, bao gồm cả ngôn ngữ và giáo hội chính thống Ukraine. Ông cũng biện minh rằng Moscow không còn sự lựa chọn nào khác ngoài hành động quân sự và bất kỳ giải pháp khả thi nào cho cuộc xung đột sẽ phải giải quyết cả hai vấn đề trên. Ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, cho biết lực lượng vũ trang Moscow đã tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào một tòa nhà thuộc Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời ông Kadyrov cho biết đòn tấn công máy bay không người lái UAV của quân đội Nga nhằm vào Bộ Tổng tham mưu Ukraine là để trả đũa cho vụ UAV Kiev sáng ngày 29 tháng 10 đã tập kích trung tâm huấn luyện đặc nhiệm ở thành phố Kudermes của Chechnya. Ông Kadyrov viết trên mạng Telegram rằng đòn trả đũa đã được thực hiện ngày hôm nay. Vào 4 giờ và 5 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 10, quân đội Nga đã tiến hành hai cuộc tấn công bằng UAV Grand nhằm vào trung tâm điều khiển các hệ thống không người lái của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ở thủ đô Kiev. Chính từ trung tâm trên, các UAV được phía Ukraine điều khiển đã bay đến thành phố Kudermes trong ngày 29 tháng 10. Theo nhà lãnh đạo Chechnya, cuộc tấn công lần này đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Hiện phía Ukraine chưa bình luận về thông tin được ông Kadyrov chia sẻ. Trước đó, ông Kadyrov cho biết trường đại học đặc nhiệm Nga ở Kudermes, Chechnya ngày 29 tháng 10 đã bị tấn công bởi UAV Ukraine và đây là lần đầu tiên vùng Chechnya bị tấn công kể từ khi cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev nổ ra. Trong khi đó, hãng tin Reuters của Anh đưa tin thị trưởng thành phố Kiev của Ukraine, ông Vitaly Klitschko, cho biết một số vụ nổ đã làm rung chuyển Kiev vào sáng sớm ngày 30 tháng 10 và một đám cháy đã bùng phát do cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV của Nga. Trên trang Telegram, thị trưởng thành phố Kiev Klitschko nêu rõ các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường. Các nhân chứng đã nghe thấy một loạt tiếng nổ ở những nơi có vẻ như có các đơn vị phòng không đang hoạt động. Trang quân sự Mirinur của Ukraine cho biết, một xưởng chế tạo linh kiện tên lửa thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương về Máy móc đặc biệt nằm tại thị trấn Khotkovo gần thủ đô Moscow, Nga đã gặp hỏa hoạn trong ngày 30 tháng 10. Theo thông tin sơ bộ, nhà xưởng chế tạo linh kiện tên lửa này xảy ra hỏa hoạn khi các cuộc thử nghiệm đang được tiến hành và lửa đã nhanh chóng lan rộng hơn 100m². Các cơ quan chức năng địa phương sau đó đã khống chế và dập tắt lửa. Được biết, Viện Nghiên cứu Trung ương về Máy móc đặc biệt đảm nhiệm việc thiết kế và chế tạo nhiều bộ phận cho tên lửa quân sự Nga, cũng như các linh kiện phục vụ cho công nghệ không gian. Trong một diễn biến đáng chú ý, đại sứ Nga Vasily Nebenzia tại Liên Hợp Quốc đã phải đối mặt với cuộc tranh cãi gay gắt tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 30 tháng 10 khi Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Ukraine và các nước khác cáo buộc Nga vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc và Hiến chương Liên Hợp Quốc với việc Triều Tiên đưa lực lượng sang hỗ trợ Moscow.
Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Jun Kuk Hwang phát biểu, bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên điều động quân đội tới Nga đều là hành vi vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngày 30 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết khoảng 10.000 quân nhân Triều Tiên đã có mặt ở miền đông nước Nga và có thể hỗ trợ quân Nga ở tỉnh Kursk gần biên giới với Ukraine. Đại sứ Nga Nebenzia khẳng định những hoạt động hợp tác quân sự giữa Nga với Triều Tiên không vi phạm luật pháp quốc tế. Ông Nebenzia nói, nếu những điều mà các đồng nghiệp phương Tây nói về hợp tác giữa Nga và Triều Tiên là đúng, tại sao Mỹ và các đồng minh cố áp đặt logic vô lý rằng họ có quyền giúp đỡ chế độ Kiev mà các đồng minh của Nga không có quyền làm điều tương tự? Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergei Kislytsia đáp trả, không có quốc gia nào cung cấp viện trợ cho Ukraine đang chịu lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an. Đại sứ Ukraine cho rằng, việc nhận viện trợ từ một quốc gia đang bị trừng phạt như Triều Tiên là vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc. Triều Tiên không thừa nhận việc điều binh lính đến Nga, nhưng khẳng định bất kỳ hành động nào cũng sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin chào và hẹn gặp lại!